Ngày 20 tháng 4, chương trình đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành luật, kinh tế được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Đồng Quan, huyện Phú Xuyên. Buổi đối thoại cung cấp cho học sinh trung học phổ thông những thông tin hữu ích, thiết thực về các ngành học, tư vấn chọn trường, chọn nghề, cơ hội việc làm cũng như phương thức tuyển sinh ngành luật kinh tế ở các trường đại học. Với mong muốn trở thành người bạn đồng hành của các học sinh thủ đô trong giai đoạn lựa chọn nghề nghiệp, phát triển tương lai, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và các đơn vị tổ chức chuỗi chương trình đối thoại, tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2024 là năm cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Kể từ năm 2025 thì kỳ thi sẽ có nhiều điều chỉnh theo cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Công tác tuyển sinh của các trường đại học cũng dự kiến sẽ có những thay đổi. Bởi vậy, việc giúp học sinh định hướng đúng ngành nghề để có sự lựa chọn chính xác trong năm nay là vô cùng quan trọng. Tại chương trình, bà Hoàng Thúy Nga, chuyên viên cao cấp vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về những điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2024, đồng thời lưu ý thí sinh quy định về xét tuyển sớm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là tuyển sinh đại học thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông bố rất là rõ là về cơ bản giữ ổn định như năm 2023 và các năm trước. Không có điểm nhiều mới nhiều, chỉ thay đổi về mặt kỹ thuật để làm sao đảm bảo quyền lợi tốt hơn của các em. Để chúng mình có thể có cơ hội trúng tuyển tốt nhất vào các trường đại học cao đẳng, các em phải làm thế nào? Trước hết, cần phải tìm hiểu kỹ các thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo. Thông tin đó, Bộ Giáo dục Tạo đã yêu cầu các em phải công bố công các trường phải công bố công khai trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục Tạo trên đề án tuyển sinh. Không chỉ lắng nghe các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, mà các em học sinh cũng đặt nhiều câu hỏi sát thực tế để có ngay những câu trả lời chuẩn xác nhất. Việc chọn ngành, chọn trường hay nhu cầu tiếng Anh là những vấn đề được nhiều học sinh quan tâm, muốn được lắng nghe. Sau chương trình tư vấn ngày hôm nay, em có thể định hướng được, lựa chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân và xác định được những cái kiến thức ngành học định hướng trong tương lai của em. Em cảm thấy rất là vui bởi vì được tìm hiểu về những ngành mà mình học, mình muốn tìm hiểu và xét và những phương thức xét tuyển của các trường. Thông qua đây em cũng nhận được rất là nhiều lời khuyên từ các thầy cô trong ban tư vấn tuyển sinh. Trả lời câu hỏi làm thế nào để lựa chọn ngành nghề phù hợp đúng xu hướng, tiến sĩ Nguyễn Thúy Vân, phó hiệu trưởng trường Đại học Thành Đô chia sẻ, tại thời điểm này hầu hết các học sinh đã có định hướng ngành nghề của mình. Tuy nhiên cũng sẽ có những bạn học sinh còn đắn đo giữa các ngành nghề đang lựa chọn. Vậy thì chỉ còn 2 tháng nữa thôi, chúng ta phải đứng trước sự lựa chọn có tính bước ngoặt trong cuộc đời mình. Ngoài ra, tại các gian thông tin tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng cũng sẽ giải đáp các thắc mắc cho học sinh. Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, việc chọn ngành học của các em sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trường Đại học Thành Đô mong muốn là các thí sinh trước khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được giải đáp các câu hỏi và thắc mắc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các phương thức xét tuyển vào cái kỳ thi và cái kỳ xét tuyển đại học hàng năm của các trường đại học, trong đó có trường Đại học Thành Đô. Chương trình đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành luật kinh tế kết thúc trong sự phấn khởi của học sinh. Khi những băn khoăn thắc mắc về công tác tuyển sinh năm học 2024-2025 được giải đáp chi tiết với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực,